Xin chào cả nhà, xin giới thiệu có là máy Taro dạng cần khi nén. Tuy nhiên cái dạng máy này thì nó dạng cần đơn, thì nó thiết kế thì trông thấy gọn nhẹ, nhưng mà nó cũng có một số cái hạn chế của nó. Thì giới thiệu đây là cái dòng AR series, thì cái model AR16 này. AR16 này thì mình thấy là khả năng Taro được từ M3 đến M16 với một cấp tốc độ là 300 vòng trên phút. Bán kính làm việc tối đa là 1.100 với áp lực khí là 6 đến 8 kg và trọng lượng là 35 kg. Thì cái loại này á, thì nó có cái đặc điểm là trọng lượng thì rất là nặng, nhưng mà cái độ cơ động á, thì nó không bằng cái loại hai thanh song song kia. Tại vì nó là một thanh đơn như thế này cho nên nó có cái hạn chế. Thứ nhất là cái chiều cao làm việc nó sẽ bị hạn chế. Thứ hai nữa là cái không có xài được các cái option, ví dụ như là cái tùy chọn mà chúng ta muốn taro theo phương ngang thì cái loại này không xài được. Cái này là chỉ có dùng những cái phôi nho nhỏ có chiều cao thấp thì chúng ta sử dụng cái loại máy này. Thì các cái option của nó thì chỉ có đế từ hoặc là bàn làm việc với collet thôi, chỉ còn ví dụ như tự động đảo chiều cái thứ thì loại máy này chúng ta không gắn được. Rồi, khách hàng mà quan tâm đến cái là máy AR16 này thì chúng ta cứ vui lòng liên hệ qua email hoặc là số điện thoại. Chúng tôi sẽ gửi báo giá tốt nhất cho khách hàng. Chúng ta cứ gửi email và chúng tôi sẽ gửi giá tốt nhất có thể. Xin cảm ơn.